trời mưa gió sáng ra lúc hơn 10 giờ có bác trai ở Đồng Văn bác xuống nhà em chuốc xe em win. Nó màu đen anh em nhá, nó màu đen như này này. Nhưng mà bác bảo bác thích màu đỏ em chuyển sang màu đỏ anh em nhá. Đấy thì trong khi thợ của em đang chuyển màu đỏ thì em quay qua cái video để cho anh em biết là trời mưa gió. Thực chất là con xe này là màu đen, nhưng mà bác thích màu đỏ và em chỉ thay bộ bình sáng cốp sang là xong thôi anh em nhá. Đấy. Cho nên nếu anh em mà thích màu đen hay màu đỏ thì là cứ đến với em. Đấy, thì chuyển trong vòng 10 phút là xong luôn. Đấy. Đấy, bác chốt chiếc xe này anh em rồi. Con xe này em mua đêm nọ đấy, đêm nọ của bác trai ở Hà Nội đấy, chính chủ anh em nhá. Con này mua được 2 hôm. Mua được 2 hôm thì bác ấy đến bác ấy chốt luôn rồi. Đây bác ấy đây. Đây quay mặt bác. Bác ấy tên là gì nhỉ? Tên là Chi. Bác Chi bác ở đâu? Bạch Thượng Duy Tiên Hà Nam. Bạch Thượng Duy Tiên Hà Nam. Ê, bác nghĩ gì mà sang màu đen đẹp thì bác thích màu đỏ? Không, cái này là theo sở thích thôi. Ok. Đơn giản là bác thích là được thôi, đúng không? Được thôi. Đấy, anh em nhá. Đấy, như có nhiều anh em còn vào trêu là thế tại sao biển 3 số mới lại tem vắt thì sẽ bảo rồi. Khách hàng em thích là được. Anh em nhớ câu đấy nhá. Người ta thích là được. Đấy. Xe đang màu đen. Màu đen rất là đẹp nhưng bảo bác thích màu đỏ. Vì cái đẹp này là mỗi trong mắt một người cả. Đây. Biển 29X3 này 13528 em công khai là chính chủ nhá. Chính chủ luôn. Là bán cho bác Chi ở Bạch Thượng Đồng Văn Hà Nội. Đấy. Màu đỏ lên đẹp phết ở đây đúng không? Đấy. Đẹp phết mà anh em. Thực ra em bảo rồi, cái màu đỏ hay màu đen là tùy sở thích từng người thôi anh em nhá. Đấy. Mà tiền vẫn thế, em có lấy tiền thêm đâu. Bác thích màu đen đổi màu đỏ em vẫn lấy tiền từng đấy cơ mà. Ok anh em đợi cái két nhá. Đợi két này nắp xong bác đi thử. Ok bác đếm tiền. Đếm tiền xong bác trả tặng bác về tận nhà luôn. Đấy, về làm cốc bia. Mặc dù đang đau họng nhưng vẫn phải làm cốc bia. Học mèo lâu thế nhỉ, chờ nó về trả luôn. Chuẩn bị em giao con này với con nào đâu rồi, 4219 đâu nhỉ? Đi ra. Anh em nhá, Trung Kiên sẽ giao con này này, đi Đồng Văn này. Và giao con 4219 màu đen này này, đi Hà Nội nhá. Hẹn anh là 2-3 giờ chiều. Đấy. Anh em đợi cái kết xem giao chiếc xe này thành công hay không này, đây này. Chuẩn bị Trung Kiên đi giao chiếc xe này ở Hà Nội này. 30i5 này, 4219 này. Đấy. Full mới cho anh trai ở Hà Nội này. Con này thì yên tâm rồi anh em nhá. Đấy. Ok. Em tạm dừng video nhá. Một lần anh em mua xe, dọn xe hay phục dựng xe win. Đấy, dù trời mưa hay trời nắng hãy cứ đến nhà em là tốt nhất. Còn nếu anh em không có điều kiện đến nhà em thì em ship tận nhà anh em. Ví dụ với bác này bác đến tận nhà em này. Bác không ngưng cái này thì bác đổi cái gì? Em đổi cái đấy. Còn như anh trai này không đến nhà em được thì em đã làm hoàn thiện hết rồi. Em giao tận nhà anh kiểm tra đúng như em nói anh mới trả tiền. Được chưa? Cam kết là giao tận nhà, nhận xe mới trả tiền anh em nhá. Đây đầu bò anh em nhìn phê chưa? Đấy, tất cả mọi thứ thì em công khai hết cho anh ấy rồi. Đấy. Xin chào tất cả anh em nhé.